canxi, vitamin KB. Hân hạnh tài trợ chương trình này. Chị Nắng Hồng xin chào tất cả các bạn nhỏ thông minh và ham hiểu biết của chương trình Thế Giới Muôn Màu. Các em thân mến, chị cảm thấy rất vui vì được đồng hành cùng các bạn nhỏ. Đặc biệt, chị đã nhận được rất nhiều thư của các bạn nhỏ gửi về. Đây chính là sự quan tâm lớn nhất của các em dành cho chương trình đấy. Chắc hẳn các em không thể quên được hai người bạn đồng hành của chúng ta. Đó là chú Tinh Nghiêu và Mèo Xanh đáng yêu. Mèo Xanh xin chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình Thế Giới Muôn Màu. Xin chào các bạn, Tinh Nghịch lùng mòng đến giờ này để được gặp lại các bạn đấy. Tinh Nghịch, trong chương trình lần trước chúng ta đã tìm hiểu về hoa lan rồi đúng không? Còn trong chương trình hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về một loài hoa sống ở dưới nước. Có phải bạn đang nói tới hoa sen không hả Mèo Xanh? Ồ, không phải đâu Tinh Nghịch ơi. Mình đang nói tới một loài hoa cũng rất gần với hoa sen, nhưng đó lại không phải là hoa sen đâu. Chị Nắng Hồng ơi, chị có nghĩ được xem đó là loài hoa nào không hả chị? Chị đang nghĩ tới một loài hoa, đó có phải là hoa súng không hả Mèo Xanh? Ôi chị Nắng Hồng giỏi quá. Vậy thì chị đã đoán đúng rồi phải không? Mèo Xanh ơi, hoa súng là loài hoa như thế nào vậy? Nó có giống hoa sen không? Tinh Nghịch, hoa súng cũng mọc dưới nước và chúng cũng rất gần gũi với hoa sen. Tuy nhiên, chúng ta lại có thể dựa vào một đặc điểm cơ bản để nhận ra chúng đấy. Ôi, mình chịu thôi, làm sao mà mình có thể phân biệt được cơ chứ? Bạn hãy mau nói đi. Để mình hỏi chị Nắng Hồng xem, chị ấy có biết không nhé? Chị Nắng Hồng ơi, chị có biết đó là đặc điểm nào không hả chị? Mèo Xanh ơi, có phải là nếu như hoa sen mọc cao, vượt hẳn lên so với mặt nước thì hoa súng lại chỉ mọc lên trên mặt nước một chút thôi? Chị nói như vậy có đúng không nào? Chị Nắng Hồng ơi, chị nói đúng rồi đấy ạ. Các loài hoa súng sinh sống ở các khu vực ao, hồ và đầm lầy, với lá và hoa nổi lên trên mặt nước. Lá súng hình tròn, hoa súng có lá đơn, mọc cách, hoa xếp xoắn vòng, lá đài có độ dài từ 4 đến 12cm, đôi khi có màu và lớn hơn cánh hoa như ở chi Nufa. Cánh hoa nhiều xếp lợp, nhị nhiều xếp xoắn. Bậu nhụy gồm từ 5 đến 35 lá noãn, hợp nguyên lá noãn với bầu thượng, trung hoặc hạ. Tổng cộng hoa súng có từ 4 đến 6 chi và bao gồm khoảng từ 60 đến 80 loài tùy theo hệ thống phân loại. Hoa súng phân bố rộng khắp thế giới. Ở Việt Nam có 3 chi là Nymphae, Eian và Baclea với khoảng 5 loài đấy. Mèo Xanh ơi, thế tất cả những bông hoa súng đều giống nhau à? Trông chúng có khác nhau ở đặc điểm nào không? Theo phân loại của những người nghiên cứu về loài hoa này thì loài hoa súng bao gồm hai thể loại chính là hoa súng chịu rét và hoa súng nhiệt đới. Các loài hoa súng chịu rét chỉ nở hoa vào ban ngày, còn các loài hoa súng nhiệt đới có thể nở hoa vào ban ngày hoặc ban đêm, cũng như là nhóm duy nhất có chứa các loài hoa súng màu xanh lam. Ôi, thú vị quá nhỉ, buổi đêm mà hoa súng cũng có thể nở được thì tùy thật đấy. Mà bạn biết không hả Tinh Nghịch, hoa súng còn được chọn làm quốc hoa cho một đất nước đấy. Mình đố bạn biết đó là quốc gia nào? Ây chà, câu hỏi này khó đây. Có biết bao nhiêu là loài hoa như thế thì làm sao mà mình có thể biết được xem đó là quốc hoa của nước nào? Thôi bạn hãy nói luôn đi Mèo Xanh. Bạn chẳng kiên nhẫn gì cả, nhưng mà thôi, mình sẽ nói luôn cho các bạn nghe nhé. Đó chính là đất nước băng. Từ từ đã, mình đoán ra rồi đó. Có phải là đất nước Bangladesh không hả Mèo Xanh? Bạn nói đúng rồi đấy. Thế mà hồi nãy chưa chịu nghĩ đã nói rằng không đoán ra được. Bạn đúng là chẳng kiên nhẫn chút nào cả Tinh Nghịch. Tuy nhiên chưa hết đâu, hoa súng còn được chọn là loài hoa biểu tượng cho một số người sinh vào tháng nào, bạn có biết không? Mà thôi, câu này mình sẽ hỏi chị Nắng Hồng chứ không hỏi bạn nữa đâu. Chị Nắng Hồng ơi, chị hãy mau đoán đi. Chị chịu thôi, em hãy mau nói đi. Vâng, em sẽ nói. Đấy bạn thấy chưa, chị Nắng Hồng cũng mất kiên nhẫn như mình đấy chứ. Có phải mình đâu. Chị Nắng Hồng khác, mà bạn yên nào. Có muốn nghe mình giải đáp câu hỏi không? Ồ, đương nhiên là mình muốn nghe rồi. Bạn hãy mau nói đi, mình sẽ không cắt ngang lời nói của bạn nữa đâu. Chị Nắng Hồng và Tinh Nghịch biết không, hoa súng còn được chọn là loài hoa biểu tượng cho những người sinh vào tháng 7 đấy. Tuy nhiên, đây chỉ là quan niệm của các văn hóa các nước phương Tây mà thôi.
Ôi, thú vị thật đấy, thì ra loài hoa này lại là quốc hoa của Bangladesh. Hơn nữa, nó lại còn được coi là loài hoa biểu tượng của những người sinh vào tháng 7 cơ à. Vậy mà bây giờ chị mới biết những điều này đấy. Ôi, thế cơ à, thú vị quá. Thế nếu mình sinh vào tháng 6, thì liệu mình sẽ có loài hoa nào là loài hoa biểu tượng hả Mai San? Điều này thì mình không rõ tên rạ. Mà bạn hãy nhìn kia, những bông hoa súng kia đẹp chưa? Đâu? À, bạn đang nói tới bông hoa súng có màu hồng kia à? Ừ, đúng rồi đấy. Mình đang nói tới những bông hoa súng đó đấy. Ôi, những bông hoa súng kia đẹp quá. Trông chúng thật là rực rỡ phải không nào các em? Vâng, em cũng thấy như vậy đấy ạ. Chị Nắng Hồng ơi, chị thích những bông hoa súng màu trắng, màu hồng hay màu nào? Chị à, chị thích những bông hoa súng màu tím. Còn hai em thì sao? Em thích hoa súng màu trắng. Màu trắng thật là tinh khiết đây này. Chị và Mèo Xanh hãy nhìn mà xem. Những bông hoa súng trông thật là đẹp, giản dị. Và em vẫn thấy nó thật kiêu sa. À, mà mình đố bạn nhé. Hoa súng còn được coi là loài hoa biểu tượng cho điều gì? Bạn có biết không hả Tinh Nghịch? Mình nghe nói là hoa súng tượng trưng cho sự thủy chung. Thế mình đố bạn nhé. Hoa gì... Này Mèo Xanh, bạn đang biến đây thành một cuộc thi đấy à. Vậy thì cần phải có trọng tài chứ. Đồng ý thôi. Vậy chúng ta sẽ nhờ chị Nắng Hồng làm trọng tài. Chị sẽ không phiền đấy phải không chị Nắng Hồng? Đồng ý, chị sẽ làm trọng tài cho hai em. Được chưa nào? Vậy thì hay quá. Thế bây giờ em sẽ là người hỏi Tinh Nghịch trước. Mèo Xanh, hồi nãy bạn vừa hỏi mình trước rồi. Bây giờ thì mình sẽ là người hỏi bạn chứ. Được thôi, vậy thì bạn hãy hỏi mình đi. Vậy mình đố bạn nhé. Loài hoa nào thể hiện sự cung kính, tôn nghiêm? Bạn có biết không? Đó có phải là hoa cúc không? Ha, bạn sai rồi, đó chính là hoa sen chứ. Chị Nắng Hồng ơi, Tinh Nghịch nói có đúng không hả chị? Thì lần này Tinh Nghịch thắng rồi, lần sau Mèo Xanh hãy cố lên nhé. À, đã lượt mình rồi. Vậy bạn có biết loài hoa nào tượng trưng cho sự thành thật trong tình bạn không? Nếu mình đoán không nhầm thì đó có phải là hoa lan không? Bạn nói đúng rồi, lần này bạn lại thắng. Đến lượt bạn hỏi mình rồi đấy. Vậy bạn có biết loài hoa nào tượng trưng cho tình yêu không? Quá dễ, đó chẳng phải là hoa hồng đỏ sao hả Tinh Nghịch? Bạn lại nói đúng rồi. Đến lượt bạn hỏi đấy. Bạn hãy nói cho mình biết loài hoa nào tượng trưng cho sự trong sáng trong tình bạn bè đi. Ôi, câu hỏi này khó quá, chắc là mình phải chịu thua mất thôi. Tinh Nghịch ơi, đó chính là hoa ly hay còn gọi là hoa huệ tây đấy. Ôi, lần này mình lại thua bạn mất rồi. Thôi, mình sẽ cố câu hỏi lần này vậy. Thôi thôi, chị thấy sự hiểu biết của hai em thì loài hoa này thật là đáng ngưỡng mộ đấy. Hôm nay Mèo Xanh đã thắng, Tinh Nghịch hãy cố lên ở cái lần sau em nhé. Ôi, đây là do chị Nắng Hồng bảo thôi nhé, chứ không phải tại mình không muốn chơi nữa đâu đấy. Chưa gì mà bạn đã phải thanh minh rồi. Mà đằng nào thì cũng đã muộn rồi, còn gì nữa. Chúng ta phải để cho các bạn nhỏ ăn cơm nữa chứ. Chị quên mất. Các em nhỏ yêu quý ơi, chị mãi theo dõi cuộc tranh tài giữa hai bạn Mèo Xanh và Tinh Nghịch mà quên mất là thời lượng của chương trình đã hết mất rồi. Chị Nắng Hồng đành phải nói là chào tạm biệt với các em thôi. Xin cảm ơn cường ca sĩ Vitamin KB đã tài trợ cho chương trình này. Hẹn gặp lại các em trong những chương trình lần sau nhé. Tạm biệt tất cả các em. Nếu còn câu hỏi nào muốn được giải đáp, các bạn hãy gọi về tổng đài 1900 571 525 để được giải đáp nhé. Và hai địa chỉ email của chương trình là chị Nắng Hồng @gmail.com và Mèo Xanh Tinh Nghịch @gmail.com luôn chờ các bạn đó. Tạm biệt tất cả các bạn. Cúm canxi, vitamin KB hân hạnh tài trợ chương trình này.